Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một con đầu đĩa vô cùng thú vị của hãng Panasonic. Model này có tên mã rất gọn là XP20V. Em nhớ không nhầm thì cách đây khoảng một vài năm em đã từng bán một chiếc và đây là một chiếc kế tiếp. Có thể nói đây là cái dòng đầu đĩa mà bất cứ dân chơi đầu đĩa nào cũng đều mong muốn có được một cái. Có đôi khi tiền đầy trong túi nhưng không không có hàng để mà mua đâu ạ. Mấy năm em mới vớ được một cái kế tiếp chứ không hề dễ dàng chút nào. Sở dĩ tại sao nói cái con Panasonic XP20V này là một trong những cái con đáng chơi vào bậc nhất trong phân khúc đầu đĩa là bởi vì nó không đơn thuần chỉ là một cái đầu đĩa DVD. Nó có tích hợp cả ổ cứng HDD và cả băng video bằng VHS. Ngoài ra thì nó có cả đường line in aux để chúng ta có thể lấy cái tín hiệu nguồn ngoài để chúng ta ghi vào ổ cứng và rất rất nhiều trò khác nữa. Nó đầy đủ cái độ thú vị và bao gồm nhiều tính năng. Do vậy là bất cứ một cái dân chơi đầu đĩa nào cũng đều mong muốn là mình có thể được sở hữu một cái thứ tương tự như thế này. Em đang cho chạy một cái đĩa DVD. Vì cái yếu tố bản quyền, do vậy là em chơi nhạc thiếu nhi cho nó lành. Chứ bây giờ mà đút cái đĩa nhạc người lớn vào, ngộ lỡ nó có bản quyền, nó khóa video phí công quay. Ở ngay đầu video em xin nói thế này. Em bán cái thiết bị này có một cái thứ duy nhất mà em bao, đó là bao có điện vào nha. Còn tất cả mọi tính năng khác em đều không bao. Kể cả nó chạy em bảo là nó hỏng rồi. Tức là em bán một thiết bị mang nặng cái yếu tố chơi trưng, đi cô. Tất cả những ông mà quá kỳ vọng hoặc là quá sợ ấy, thì có thể ấn nút dừng video ngay từ bây giờ. Bây giờ mới đang là phút thứ ba của video. Em chỉ có duy nhất một chiếc và em tha thiết mong bán cho người hiểu đồ, những người biết chơi và những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Tức là sẵn sàng mua về chỉ để ngắm mà không chạy bất cứ tính năng nào cả. Bây giờ em sẽ cho vào đây một cái đĩa CD để chúng ta sẽ test một cái đĩa CD nhỉ. Hiểu nôm na thế này là thằng Tư đã đang bán một cái đầu hỏng cho nó dễ. Đọc rồi đấy ạ.
Nói không phải nói phét các bác ạ. Cái con này nó xuất âm ấy, thì mấy cái đầu đĩa CD trong cái tầm giá 5 triệu đổ lại cũng chỉ ngang ngửa, hoặc thậm chí xách dép cho nó không thành đâu. Chỉ là những cái người mà có am hiểu một chút về cái dòng đầu DVD tích hợp này thì mới hiểu em đang nói cái gì. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã test xong cái ổ đĩa DVD. Cái ổ này ngoài cái vấn đề đọc thì nó còn cho phép ghi đĩa nha. Giờ chúng ta tiến tới cái bộ cơ VHS thần thánh, một cái thứ vô cùng quen thuộc đối với những anh em có tuổi tầm từ 40 trở lên. Thì hầu như tất cả những dân chơi tại Việt Nam đều trải qua cái thế hệ đầu băng VHS, và bây giờ cũng tồn tại khá nhiều dân chơi. Chưa hết đâu ạ, em ấn eject cái cho nó khách quan nhỉ. À, chưa chuyển về, chưa ấn được. Chuyển về VHS này. Giống này nó phức tạp vãi đái các bác ạ. Quái, ấn play cái coi. Play đã. コネクタは分かりやすいように色分けしてあります。 まずディスプレイ用電源ケーブルを接続します。ディスプレイの差し込み口に形。 Quái, ấn nó không ra. Rồi cái này tính xong. Chúng ta đã test xong được cái khoản VHS, và bây giờ em sẽ test đến ổ cứng. Con đầu của chúng ta nó có một cái ổ cứng của hãng VWD với dung lượng là 250 GB. Có thể nói thế này, trong này nó là liên hoàn cước nha. Nói vui một câu, nó là liên hoàn cước. Tức là như thế nào? Tức là bây giờ các bác có một cái băng VHS, các bác muốn ghi nó từ cái băng VHS này ghi vào đĩa DVD, ok nha. Từ cái băng VHS này các bác ghi vào ổ cứng, ok đấy. Và ví dụ như là các bác có một cái đĩa DVD hết sức là yêu quý, quý cái đĩa ấy lắm vì chương trình nó hay, thì các bác có thể ghi cái đĩa DVD đó vào ổ cứng nha. Hoặc giả như các bác có một cái đĩa phôi DVD đấy, bây giờ mà muốn các bác check được một cái chương trình rất hay vào trong ổ cứng, bây giờ muốn ghi ngược cái chương trình từ trong ổ cứng đấy vào cái phôi đĩa DVD được luôn. Đó, em nói vui đấy, gọi là liên hoàn cước. Tức là nó có những cái sự trao đổi qua lại theo cái mô típ gọi là vòng kín. Đây là một cái thứ sản phẩm em thấy hết sức là thú vị. Không hiểu vì sao mà người Nhật nó cũng chỉ sản xuất trong một khoảng thời gian khá là ngắn rồi người ta bỏ cái phân khúc này. Đây là bộ nguồn, nhìn nó khá là đồ sộ, và phía sau có đến hai cái quạt tản nhiệt. Em đã cắm cái đường lay NowX vào con đầu đĩa này và có ghi thử một đoạn vào ổ cứng, và bây giờ em sẽ chuyển về ổ cứng em phát các bác nghe. Chuyển về ổ cứng bằng cái nút PCH lên này. Đó. Nó hiện chữ HDD. Ấn play. Tôi xin dâng vòng tay màu xanh.
chính là cái đoạn nhạc mà em ghi demo một đoạn vào trong ổ cứng từ cái đường line NX. Các bác có thể nhìn thấy nó hiện chữ L1 ở đây, tức là nó đang thông cái ngõ tín hiệu đường line 1 phía sau. Bây giờ em sẽ phát một đoạn nhạc từ điện thoại của em qua con đầu này. Có một cái đặc điểm rất hay mà nó chỉ xuất hiện ở trên những cái con đầu đĩa có đường lay NX và có cái tính năng ghi đĩa DVD. Đó là gì? Đó là nó sẽ tiếp nhận đường bông sen. Ví dụ như điện thoại chúng ta cắm vào thì quy chuẩn đó là đường bông sen. Nó sẽ tiếp nhận đường bông sen và xuất ra âm thanh bằng đường quang, và xuất ra âm thanh qua ngõ HDMI. Con đầu đĩa của chúng ta sở dĩ nó quý ở cái điểm là nó có thể xuất hình ảnh và âm thanh qua ngõ HDMI nha. Và một khi hình ảnh âm thanh mà xuất qua ngõ HDMI thì chất lượng hình ảnh nó sẽ đẹp hơn. Thường thường ấy, mấy cái con này nó khá là phức tạp và nó không dành cho những khách hàng tay mơ, bởi vì giao diện menu của nó hoàn toàn là tiếng Nhật các bác ạ. Em cũng là một người bán khá nhiều những cái dòng đầu đĩa DVD hoặc Blu-ray tích hợp ổ cứng, nhưng không phải lúc nào cũng có những cái con mà tích hợp cả băng VHS như thế này. Bây giờ thì em sẽ ghi thử một đoạn demo vào ổ cứng để bác khách nào đấy, ví dụ có mua con đầu này, sẽ biết được cái quá trình ghi nó như thế nào. Muốn ghi vào ổ cứng thì trước tiên chúng ta ấn chuyển về ổ cứng đã. Chuyển nút này. Chuyển về chữ HDD. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi một đoạn vào ổ cứng qua cái đường cắm line NX điện thoại này. Để ghi thì chúng ta ấn vào cái nút rec ở đây cũng được nha. Rồi. Ghi rồi đấy ạ. Để xem những cái file ở trong ổ cứng
thì chúng ta ấn vào cái nút menu ở đây, nó sẽ hiện ra những cái file mà hiện tại đang nằm trong ổ cứng. Có một file nó ghi có cái chữ new ở ngay bên dưới cái file mà chúng ta chuyển vào, cái file có chữ new này, ấn OK chính là cái file mà chúng ta vừa mới chép đi ạ. Chất lượng ngang với cả bản gốc luôn. Như vậy là em đã làm demo một loạt các tính năng. Và bây giờ em xin tạm dừng ở đây bởi vì cái điện thoại của em nó nóng bỏng tay rồi. Vâng, quay trở lại với con đầu của chúng ta. Lúc nãy em ấn nút Eject ra bằng video nó không ra, là bởi vì là trong quá trình em tháo ra vệ sinh ấy thì cái mặt này lúc em ốp vào nó chưa khít, không tiếp xúc, do vậy là nó không bấm được nút. Chúng ta sẽ soi qua một chút về cái bộ cơ VSS trên cái con đầu tích hợp này. Cơ còn đẹp đi ạ. Đầu tư hình là đầu tư kép, và tất nhiên dòng này là đầu hi-fi stereo rồi, tức là trên cái mâm này nó có bốn đầu từ, bao gồm hai đầu từ hi-fi và hai đầu từ hình. Đầu từ hình là đầu từ kép. Ở phía sau các bác thấy em cắm một loạt những cái kết nối. Đây là kết nối đường lay NOX. Nếu như chúng ta muốn ghi cả hình ảnh thì cắm cả đường hình đây. Ở bên dưới là đường xuất tiếng ra, đường layout. Em cắm cả ngõ hình bên cái đường xuất bồng sen. Cắm cả ngõ hình bên xuất cổng D và cắm ngõ hình bên đường xuất HDMI. Một khi đã làm những cái bản test về mặt kỹ thuật thì bắt buộc em phải cắm hết để coi những cái cổng xuất nó có xuất ra được đầy đủ hay là không. Bây giờ em sẽ cho lại cái băng video vào, anh em chúng ta test lại. Đây là cái băng hướng dẫn cái cách sử dụng hệ điều hành Windows 98, và cái độ phân giải video nó chỉ đạt VGA thôi, 640 nhân 480. Do vậy khi mà xem bằng đường HDMI không bao giờ nó ra hết được toàn bộ màn hình đâu ạ. の差し込み口に形を合わせて差し、もう一方を本体背面のディスプレイ用コンセントに差し込みます。ディスプレイから出ているケーブルを本体Bây giờ em sẽ chuyển sang cái ngõ khác này để bác khách nào mua yên tâm. Chúng ta đang xem bằng ngõ HDMI. Bây giờ em chuyển ngõ khác này. Đây là ngõ component, hay còn gọi là cổng D. Đó, khi chúng ta xem bằng cổng D thì nó toàn màn hình luôn. Bây giờ em sẽ chuyển về cái ngõ cổng bông sen này. Đây là đường bông sen này. Đó. Như vậy là con đầu của chúng ta xuất hình ảnh ra đầy đủ cả ba ngõ nha. Bây giờ chúng ta quay về ngõ HDMI. Vâng, đây là ngõ HDMI này. Ngõ HDMI thì bao giờ cái độ nét nó cũng cao hơn, nhưng mà cái độ phân giải của video nó không đủ, như vậy là không toàn màn hình được. Cơ mượt mà đấy ạ. Bọn Panasonic thì cái cửa nó ra băng bao giờ cũng vậy, nó cứ hùng hục như trâu húc mã ấy.
Âm thanh hi-fi stereo tốt nha. Tức là đầu tư hi-fi là còn ngon đấy ạ. Không có nổ, không có sạn gì đâu. Tiếng trong veo. これで基本的な組み立ては完了です。ただし、プリンターなどの接続は第2章の電源を入れてみようが終了してから行ってください。 Bây giờ em ấn stop này. Chúng ta quay trở lại với bên phần DVD để nghe một đoạn đĩa CD nha. Ấn vào nút YouTube TV ở đây để chuyển về DVD này. Trong này lúc nãy hình như là đang có sẵn cái đĩa CD thì phải. Chuyển bài 4 này. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã trải qua tất cả những cái phân đoạn test về nhan sắc của con này. Thì nó có tè tua bẩm dập. Nói thẳng với các bác, em không có lựa chọn nào khác đâu ạ. Bởi vì hàng trăm cái đầu đĩa DVD về Việt Nam, may ra chỉ có một chiếc là Panasonic XP20V. Không có quyền lựa chọn nữa. Nhìn thấy nó là cướp luôn. Chứ không có cái chuyện bảo là tao phải chờ con đẹp mà lấy. Không có. Con này bị quăng ném cũng khá. Cái cốp lật này này. Đó. Khi nó về tới tay em nó rơi hẳn ra. Các bác có thể nhìn thấy là nó gãy nhựa. Và em đã phải xử lý lại bằng keo. Gãy nhựa rồi gãy chân. Tùm lum tè lè. Đây là nút rec để ghi. Cái nút này là bao gồm là ghi nhiều thứ. Nó ấn nút rec này để ghi đĩa DVD này, hoặc ấn nút rec này để ghi bằng VHS này, hoặc ấn nút rec này để ghi vào ổ cứng. Đó. Và đây là cái thẻ bi cạc để xem truyền hình số vệ tinh. Và ngay bên cạnh nó là khe cắm thẻ nhớ SD. Các bác thấy không ạ? Đó. Nói chung là đây là một cái của nợ cực kỳ xôm. Và em mới nói là bất kể là dân chơi đầu đĩa nào cũng đều mong muốn mình có được một cái thứ tương tự như thế này. Nhan sắc khá là te tua bẩm dập. Rất may là nhìn cái dung nhan mặt trước nó cũng vẫn ở cái mức chấp nhận được. Và nó chơi được đĩa DVD DVD RAM nha. Tất nhiên đọc tốt CD rồi. Tất cả zin tuyệt đối. Zin chất bãi nguyên đai cam chưa sử dụng tại Việt Nam. Hai cái quạt đang chạy hùng hục hùng hục. Ổ cứng của hãng VWD dung lượng 250GB. Ông nào chê ít thì đi tìm con đầu khác. Xin báo cáo với các ông là có rất nhiều ông vào khoảng thời gian năm 2006 mà chơi một cái con máy tính để bàn. Các ông nhớ lại cái thời điểm 2006 ổ cứng ở trong cái cây máy tính để bàn của nhà các ông là bao nhiêu ghi thì các ông biết ngay. Thời điểm mà hãng Panasonic ra mắt cái con XP20V này, người ta tích hợp một cái ổ cứng 250GB là đỉnh đám lắm đấy ạ. 2006-2007 ông nào mà sở hữu một cái máy cây để bàn mà có cái ổ cứng 80GB là kinh khủng lắm rồi. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã test sơ qua xong. Và bây giờ em xin phép rút các thể loại sắc ra. Em sẽ quay phía sau để cho bác khách nào mua con đầu này nắm được. Và em cũng sẽ có phân tích thêm. Vâng, đây là cận cảnh phía sau của thiết bị. Chúng ta sẽ đi xem xét những cái kết nối cũng như những cái thông số kỹ thuật có liên quan.
Đây là cổng xuất HDMI. Nó đạt độ phân giải Full HD 1080i. 1080i thì nó là một cái chuẩn được hoàn thiện từ chuẩn HD 720p. Tức là nó cao hơn 720p một chút, chứ nó không thể sánh được với cái chuẩn 1080p sau này. Bốn cái cọc đây ạ, là thu truyền hình số vệ tinh và truyền hình mặt đất. Đây là cái ngõ để cắm vào cái điện thoại bàn. Và đây là đường nguồn AC 100V. Bác nào mua con đầu này tự trang bị dây nguồn số 8, do shop em độ này hẻo không có dây nguồn kèm theo. Và đây là thông số kỹ thuật Panasonic DMR XP20V, biểu tượng số 2 trong quả cầu, ý nó nói là hệ màu NTSC. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ lên đến 41W. Một con đầu đĩa công suất lên đến 41W thì không đùa được đâu. Đây là phía sau hai cái quạt tản nhiệt. Tiếp tục ở đây chúng ta có một loạt các kết nối khác. Nó được sản xuất vào năm 2006 với cái đuôi series là 1195. Đây là cổng xuất cổng D. Đây là cổng xuất quang ra. Một cái điểm rất hay ở trên con đầu này là nó sẽ tiếp nhận đường bông sen. Đây ạ. Ở cái ngõ line số 1 này, nó sẽ tiếp nhận đường bông sen, tiếng đường bông sen, và xuất ra bằng đường quang. Đồng thời tiếp nhận đường bông sen và xuất tiếng ra bằng ngõ HDMI. Đây là một cái điểm tuyệt hay mà những con đầu đĩa DVD thông thường không bao giờ có được. Cổng bên dưới là cổng xuất hình ảnh và âm thanh ra. Đây là xuất hình ra, đây xuất tiếng ra, và đây cũng là một cái đường jack xuất tiếng ra nha. Ở đây là đấu vào để xem truyền hình mặt đất UHF và VHF. Đây em chỉ nhầm, bên này là bên vệ tinh này, bên này là bên mặt đất này. Cũng phía sau các kết nối nó cũng có vài cái điểm lốm đốm, nhưng mà rất may là mên vỉ con này còn đẹp. Ổ cứng của hãng VWD, các bác nhìn thấy chưa, 250GB, ghi rất rõ nhé. Nãy em có nói với các bác là một cái ổ cứng 250GB mà ở cái thời điểm năm 2006 ấy thì nó cực kỳ ghê gớm, không hề ít đâu. Đây là bộ nguồn. Nói chung ruột gan con này còn sạch sẽ, còn tương đối. Thậm chí cái ổ DVD này em chưa hề tháo ra, tức là mắt mũi nó vẫn còn sạch sẽ, không cần phải lau, bỏ đĩa chạy luôn. Đầu tư bên phần cơ VHS cũng vậy, không cần lau chùi gì, bỏ băng chạy luôn. Đây là một cái điều hết sức là may mắn, nhưng em vẫn bảo chúng nó hỏng hết rồi cho nó dễ. Nói thật với các bác thế này, bây giờ em cũng có tuổi rồi, thân em còn chẳng bao được. Lắm lúc lăn đùng ngã ngửa ra ốm ấy, do vậy là đồ em bán ấy thì em chỉ bao ở mức tối thiểu thôi. Đây là nắp lưng chảy tung lung tè lè, nhưng mà đấy là bên ngoài thôi. Phía bên trong sạch sẽ đẹp như kiểu ngồi xổm nha. Cái đặc trưng của đồ bãi là vậy. Nên là bên ngoài ấy thì chúng ta có thể nhìn thấy nó chảy trước rất nhiều, nhưng mà ruột gan bên trong bắt buộc nó phải đẹp. Đó mới gọi là đồ bãi nha. Còn mấy cái thứ đồ hàng bờ ấy, bên ngoài các bác thấy là người ta tút tát nó sạch sẽ đẹp đẽ lắm rồi, nhưng mà ruột gan bên trong nếu mà để ý kỹ ấy, thì sẽ thấy nó xỉn màu, bởi vì là đã qua sử dụng tại Việt Nam thì nó bị dính cái yếu tố khói bụi và độ ẩm của Việt Nam và linh kiện thì nó xuống cấp rất chi là nhanh. Như vậy ngày hôm nay anh em chúng ta cũng đã có những cái bước sơ lược về một cái con đầu đĩa hết sức thú vị của Panasonic, tên mã DMR XP20V, một trong những cái con đầu đĩa đáng chơi và bậc nhất thế giới. Đây không phải là câu điều ngoa gì đâu ạ. Thực sự nó cực kỳ đáng chơi. Với một cái cấu hình mà chắc chắn là rất nhiều người ao ước, đó là băng VHS.
đĩa DVD, ổ cứng HDD, đường Line-in-Aux với khả năng giải mã ngược. Cái khoản giải mã ngược thì em đã nói đến rất nhiều lần và lúc nãy em cũng đã trình bày chi tiết rồi. Và một cái điểm hết sức đặc biệt là thằng Tư nó bán ra, thứ duy nhất mà nó bao là bao có điện vào, còn tất cả mọi tính năng nó không bao, nó bảo hỏng hết rồi. Nhưng cái giá hỏng hết rồi nó cũng không hề rẻ. Em đã niêm yết giá ở ngay tiêu đề video. Tất nhiên khi em bán ra thì em bắt buộc phải kèm theo một cái remote. Đối với cái dòng đầu này không có remote coi như cụt tay luôn đi ạ. Trên cái remote này chúng ta có thể truy cập vào menu setup để cài đặt những cái tham số có liên quan, ví dụ như là format định dạng lại ổ cứng hoặc xóa từng file một trong ổ cứng. Nói chung với những cái dòng này, để sử dụng nó được thành thạo, mượt mà, trơn láng thì đòi hỏi người chơi cũng phải có chỉ số IQ tương đối cao. Mấy ông rốt rốt không xài được đâu ạ. Em nói như vậy mong các ông đừng tự ái. Ngay bản thân em là một cái thằng va chạm rất nhiều với các thể loại đầu đĩa, thì gặp mấy cái con này còn ấm a ấm mớ nữa là mấy cái ông tay mơ. Em chỉ có một chiếc duy nhất bao zin tuyệt đối chưa sử dụng tại Việt Nam, và em chỉ mong bán cho ông nào đấy có kiến thức, có kinh nghiệm và trong đầu luôn nghĩ một điều rằng đang mua một cái đầu hỏng của thằng Tư về để trưng nha. Đang đi mua một cái đầu hỏng về để trưng, chẳng có tính năng nào chạy cả, nó bảo thế. Về tới mình test cũng không có tính năng nào chạy luôn. Thế là nó đã nói thật. Vâng, phần trình bày của em đến đây xin phép tạm dừng. Và bác nào sẵn sàng chấp nhận rủi ro thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.